bên 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 này đây Huy ơi, vô vào bên này vào cuối này. Mà chưa cắt cho nó còn nhiều. Mình vô vô trong á, mình vô trực tiếp trong đi, đừng quay đây. Nếu sao đây chặt trái rồi đâu có ấy. Em nghe anh. Em đi quay rồi, có gì không anh? Xe 71 lấy giùm cái nón lá này. Trời ạ.
Rồi đi. Bỏ đi. Để máy lên luôn. Ừ. Để từ em quay cái này em phỏng vấn chị ở đây luôn. Đúng là 23 triệu mà 1 hecta 20 tấn. 20 tấn nhân lên 23 triệu nhân với 20 mà chi phí 1 hecta tất cả chi phí như tôi biết đến khi nó sản sớm hơn. Tại vì đợt này nó 4 mấy tấn rồi. Đợt này là giật là tôi gần 40. Không, ông nói là 2 hecta không nổi nếu mà đậu trái nhiều quá. Một cây thế này bình quân bao nhiêu trái chị bạn? Ông cái vụ này ông bảo là ông để nhiều trái hơn mà ông loại hết hóa học. Giờ cái rơm rạm, cái bệnh đấy là nó làm cái đồng tiền lỗ tròn như này mà nó rụng xuống, nó tống một cái lỗ. Mà thường là chắc. Cầu tí nữa nha, phải nhờ ông lấy một cái ông nông dân nào đấy mà ở được.
nó đang lửa nè.